Kính chào quý vị và các bạn. Giá vàng được dự đoán trái chiều trước nhiều biến động của thị trường thế giới. Hơn 710 mã số vùng trồng tại Việt Nam đã bị thu hồi, áp dụng mức giá tạm thời với các dự án điện tái tạo. Đây là những thông tin chính sẽ được chuyển tới quý vị trong chương trình Nhịp sống kinh tế hôm nay. Trước thềm thông tin nhiều khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, đã có nhiều ý kiến trái chiều về giá vàng trong tuần này. Khảo sát các nhà phân tích phố Wall cho thấy 17% giữ quan điểm lạc quan về vàng, 33% cho rằng kim loại quý sẽ giảm giá trong tuần này, 50% dự báo thị trường sẽ đi ngang. Tuy nhiên, phần lớn các nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn lạc quan về vàng trong thời gian tới. Hiện các thị trường đang định giá 83% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ tăng 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tới. Cùng với đó là báo cáo việc làm tháng 4 của Mỹ. Đây là những động thái sẽ tác động rất lớn đến giá vàng trong tuần này. Giá vàng SJC trong nước vẫn đang giữ chiều ổn định trong kỳ nghỉ lễ, ở mức 66,6 đến 67,22 triệu đồng một lượng mua vào và bán ra. Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa có văn bản chỉ đạo công ty mua bán điện khẩn trương làm việc với các chủ đầu tư để thống nhất một số nguyên tắc đưa ra mức giá tạm thời cho các dự án điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp. Đối với các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp có kết quả rà soát giá điện lớn hơn 50%, giá trần của khung giá phát điện tại quy định tại quyết định số 21, nhưng chủ đầu tư đồng ý được áp dụng mức giá tạm thời tối đa bằng 50% giá trần trên. EVN yêu cầu công ty mua bán điện khẩn trương đàm phán, thống nhất áp dụng mức giá tạm thời trên cho dự án, cho đến khi hai bên thỏa thuận được mức giá điện chính thức. Đồng thời khẩn trương đàm phán giá điện chính thức của các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp, theo các chỉ đạo của Bộ Công Thương và của tập đoàn. Các nhiệm vụ trên phải được báo cáo kết quả trước ngày 5 tháng 5 để EVN báo cáo Hội đồng Thành viên và Bộ Công Thương xem xét chỉ đạo. Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy hơn 15.200 ô tô đã được nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 3, tương ứng giá trị đạt 355 triệu đô la Mỹ, tăng gần 2.900 chiếc so với tháng trước. Ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 3 chủ yếu có xuất xứ từ hai thị trường chính là Thái Lan với gần 8.300 chiếc và từ Indonesia với trên 4.100 chiếc. Số xe nhập khẩu từ hai thị trường này chiếm hơn 82% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam. Tính chung lũy kế 3 tháng đầu năm, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu về Việt Nam là 42.000 chiếc, tăng tới 77% so với cùng kỳ năm trước. Theo các doanh nghiệp ngành gỗ, thời điểm này, những năm trước, doanh nghiệp đã kín các đơn hàng, tấp nập chuẩn bị nguyên liệu cho xuất khẩu. Thế nhưng năm nay, nhiều doanh nghiệp ngành gỗ đã rơi vào tình trạng ăn đong từng đơn hàng, thậm chí không có đơn hàng phải cắt giảm lao động. Nhiều tháng nay, đơn hàng của các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ đã sụt giảm trầm trọng. Nguyên nhân là do xung đột địa chính trị thế giới kéo dài, làm ảnh hưởng đến chuỗi hoạt động sản xuất kinh doanh như chi phí logistics, giá nguyên liệu, vật tư sản xuất đầu vào tăng cao. Đến nay, dù đã sang quý 2, doanh nghiệp vẫn chật vật tìm đơn hàng, chủ yếu là các đơn hàng nhỏ. Trong lúc thị trường xuất khẩu đang bị co hẹp, các doanh nghiệp đang hướng tới tự thiết kế mẫu mã đa dạng phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng trong nước, thay vì chỉ gia công theo đặt hàng mẫu mã của nước ngoài. Các chuyên gia nhận định, năm 2023, giá trị kim ngạch xuất khẩu toàn ngành có thể chỉ đạt khoảng 15,8 tỷ đô la Mỹ, thấp hơn mục tiêu 17,5 tỷ đô la Mỹ ban đầu ngành đặt ra. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, thời gian gần đây, tình trạng mã số vùng trồng tại Việt Nam bị thu hồi đang tăng cao. Theo Cục Bảo vệ Thực vật, hơn 710 mã số vùng trồng đã bị thu hồi, tập trung chủ yếu ở các tỉnh Tiền Giang, Tây Ninh, Lâm Đồng, Bình Thuận. Trong đó, phần lớn là nông sản xuất khẩu đi Trung Quốc. Nguyên nhân chủ yếu là do không đạt yêu cầu về chất lượng kỹ thuật, nhiều địa phương chỉ chú ý đến các mã số cấp mới, chưa quan tâm tới việc duy trì, giám sát các mã số đã được cấp. Hiện nay nhiều nước đã tăng cường tần suất giám sát mã vùng trồng, ví dụ như Trung Quốc, việc giám sát diễn ra định kỳ hàng tuần đối với các tỉnh có sản lượng nhập khẩu lớn hoặc các cá nhân từng có lịch sử vi phạm. Vì vậy tình trạng bị thu hồi mã số vùng trồng tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ giảm thị phần xuất khẩu nông sản sang thị trường này. Sau chuỗi 4 ngày tăng liên tiếp ở tuần cuối tháng 4 tại khu vực Đông Nam Bộ và các tỉnh Tây Nguyên, tới nay giá tiêu đã ổn định và tiệm cận mốc 70.000 đồng 1 kg. Hiện giá tiêu tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vẫn giữ mức cao nhất cả nước ở mức 69.500 đồng 1 kg. Tại Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Đồng Nai, giá tiêu được thu mua với mức 67.000 đồng 1 kg. Còn tại tỉnh Bình Phước, giá tiêu được thu mua ở mức 69.000 đồng 1 kg. Tính chung trong tháng 4, giá tiêu trong nước tăng trung bình 2.500 đến 4.000 đồng 1 kg. Trong đó, khu vực Đông Nam Bộ tăng mạnh hơn các tỉnh Tây Nguyên. Giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam cũng tăng 50 đô la Mỹ một tấn.
Hiện vụ thu hoạch hồ tiêu năm nay đã kết thúc, tuy vậy lượng tiêu nguyên liệu đưa ra thị trường vẫn khá ít do nông dân và các đại lý kỳ vọng giá tiêu sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Thời gian gần đây, giá sầu riêng ở nhiều vùng trên cả nước đã quay đầu giảm mạnh khiến người nông dân lo lắng. Chỉ trong một thời gian ngắn, giá sầu riêng Duy 6 ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã quay đầu giảm mạnh từ mức kỷ lục 130.000 đồng 1 kg xuống chỉ còn 50.000 đồng 1 kg mua tại vườn. Tuy vậy, mức giá này vẫn cao hơn giá cùng kỳ những năm trước và vẫn mang lại lợi nhuận cho nhà vườn. Theo các hợp tác xã vùng trồng, giá sầu riêng sụt giảm mạnh do hiện đang vào mùa, vụ thuận, nguồn cung ở Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ và khu vực miền Đông Nam Bộ đều tăng cao. Thậm chí, sầu riêng từ Thái Lan cũng đang rất dồi dào. Trong những ngày nghỉ lễ, lượng hàng hải sản về các chợ vùng Đông Nam Bộ rất đa dạng với mức giá tăng cao. Theo các tiểu thương, sức mua của người dân và khách du lịch năm nay thấp hơn so với kỳ vọng. Tại các chợ ở Bà Rịa, Vũng Tàu, giá các loại hải sản tăng mạnh từ 10.000 đồng 1 kg đến gấp đôi so với ngày thường. Trong đó tăng mạnh nhất là ghẹ sống. Nguyên nhân là do thời điểm này, nguồn hàng đánh bắt không nhiều, do biển động, lượng ghe đi biển ít, cộng với giá nhiên liệu đầu vào tăng, buộc các vựa kinh doanh hải sản cũng phải tăng giá theo. Theo nhiều tiểu thương, sức mua của người dân và khách du lịch trong những ngày nghỉ lễ vừa qua có tăng so với ngày thường, nhưng chỉ bằng ngày nghỉ cuối tuần. Do sức mua không được như kỳ vọng, người bán cũng không trữ hàng nhiều, chỉ lấy nhiều hơn so với ngày thường khoảng 10%. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Nhịp sống Kinh tế phát sóng từ thứ Hai đến thứ Sáu với những tin tức kinh tế thị trường đáng chú ý. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.